Top 10 bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại. Những bộ phim hoạt hình dưới đây đã trở thành tuổi thơ với rất nhiều thế hệ. Hãy cùng điểm qua 10 bộ phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại. 1. Bí kíp luyện rồng hao to trên con dragon. Đây là một bộ phim hoạt hình 3D do DreamWorks Animation sản xuất dựa trên câu chuyện cùng tên của Bob Seger Cowell năm 2003. Câu chuyện diễn ra trong thế giới thần thoại Viking, nơi một thiếu niên Viking trẻ tuổi tên là Hikas khao khát trở thành một người giết rồng. Tuy nhiên, sau khi bắt được con rồng đầu tiên, Hikas không những không giết mà kết bạn với chú rồng đáng yêu này. 2. Vua khổng lồ The Iron Lion. The Iron Lion là bộ phim giả tưởng về khoa học hoạt hình dành cho trẻ em của Mỹ năm 1999. Bộ phim này sử dụng cả đồ họa truyền thống và máy tính. Bộ phim do Warner Bros. Sản xuất. Câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết The Iron Man năm 1968 của Ted Hill, lấy bối cảnh ở thời kỳ chiến tranh lạnh vào năm 1957. Bộ phim kể về một cậu bé tên là Horace Hill phát hiện và kết bạn với một người máy khổng lồ rơi xuống từ ngoài vũ trụ. Với sự giúp đỡ từ nghệ sĩ Nick Dean MacCoskin, họ đã cố gắng để ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ và một đặc vụ liên bang muốn tiêu diệt người máy khổng lồ. 3. Gia đình siêu nhân The Incredibles. The Incredibles là một bộ phim hoạt hình siêu anh hùng hoạt hình hài kịch của Mỹ được đạo diễn bởi Brad Bird và do Walt Disney Pictures phát hành. Câu chuyện kể về một gia đình các siêu anh hùng sống một cuộc sống yên bình ở ngoại thành, buộc phải che giấu sức mạnh của mình. Cơ hội đến với Robert khi anh nhận được một thông điệp từ một tổ chức bí ẩn. Toàn bộ gia đình siêu anh hùng phải hành động để cứu thế giới. 4. Người máy biết yêu VKALLE. VUNE là một bộ phim hài lãng mạn khoa học viễn tưởng Mỹ CGI 2008. Bộ phim theo chân VKALLE, chú robot duy nhất bị bỏ lại trên trái đất để dọn rác thải trên bề mặt trái đất. VKALLE nuôi một cô robot khác tên EVE được cử xuống trái đất để làm nhiệm vụ kiểm tra bí mật. Theo đuổi EVE, VKALLE không thể ngờ rằng cậu sẽ vượt qua giải ngân hà và bước vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. 5. Bộ 3 của làng người đẹp The Kidnap of Bellerville. Câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi Champion, một tay đua xe đạp Tour de France, lớn lên trong vòng tay của bà Madame Suga bên cạnh chú chó mập ú Bruno. Bọn mafia Pháp đã bắt cậu bé đến Bellerville để phục vụ cho những vụ cá cược của chúng. Madame Suga cùng chú chó rời Paris sang New York tìm đến Bellerville, quen với ban nhạc la của bà già chít nhất và họ cùng nhau cứu đứa cháu trai yêu quý. 6. Monster Inc. Bối cảnh phim được đặt tại thế giới quái vật Monstropolis, nơi mà nguồn năng lượng sinh hoạt được đến từ tiếng thét kinh sợ của trẻ em. Chính vì vậy, có một công ty mang tên Monster Inc. chuyên cử những nhân viên là quái vật với đủ hình hài tới phòng ngủ của trẻ em qua những cánh cửa thần kỳ để dọa chúng. Cho đến một ngày, đội quái vật gặp đối thủ của mình, một cô bé con không sợ quái vật. Cô bé đã tình cờ lạc vào xứ sở Monstropolis và gây nên nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người. 7. Công chúa sói Mononoke, Princess Mononoke. Princess Mononoke là bộ phim hoạt hình nổi tiếng do hãng Studio Ghibli sản xuất. Câu chuyện theo chân cuộc hành trình của hoàng tử cuối cùng của bộ lạc Emiji, Ajitaka và những nỗ lực của anh để mang lại hòa bình giữa những người khai thác rừng ở pháo đài sắt với những sinh vật thần thánh sống trong rừng xung quanh pháo đài. Không có cái tốt và xấu trong cuộc chiến này, không có chiến thắng rõ ràng, và sự hy vọng là mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên là tuần hoàn. 8. Người đẹp và quái thú VTN The Big. Bộ phim nổi tiếng của hãng Walt Disney kể về chuyện của một cô gái trẻ. Để cứu cha mình, cô đã chấp nhận vào ở tòa lâu đài giữa rừng sâu với một gã quái vật to lớn và hung dữ. Nhưng dần dà, cô gái nhận ra gã quái vật cũng không đến nỗi đáng sợ như ban đầu. Cô gái đã đem đến sức sống mới cho tòa lâu đài u ám và giải lời nguyền của mụ phù thủy độc ác dành cho quái vật. 9. Câu chuyện đồ chơi Toy Story. Toy Story là một bộ phim hài kịch gia đình hoạt hình máy tính Mỹ năm 1995 do Pixar sản xuất. Toy Story kể về một nhóm đồ chơi giả vờ không có sự sống bất cứ khi nào có sự xuất hiện của con người.
và tập trung vào mối quan hệ giữa Bubby, một con búp bê cao bồi dây kéo Tom Hanks, và Buzz Lightyear, một phi hành gia Tim Allen. 10. Vua sư tử The Lion King. Bộ phim kể về chú sư tử con Simba, con trai của Mufasa, vị vua đang thống trị thế giới hoang dã. Cuộc sống hạnh phúc yêu đời bên cạnh cha mẹ và cô bạn Nala của cậu sớm chấm dứt khi người chú dịch ra có âm mưu cướp ngai vàng của cha cậu. Ca đã sắp đặt sẵn một kế hoạch tàn bạo khiến cho Simba bị mắc kẹt trong đó. Để cứu con trai, vị vua của muôn loài đã phải hy sinh thân mình. Vua sư tử là một trong những câu chuyện cảm động của Mỹ.